Thì sư trong kinh có câu: chánh pháp giống như chiếc bè, sang sông thì phải bỏ bè. Chánh pháp còn phải bỏ, huống hồ là phi pháp. Vậy câu đó cần phải hiểu như thế nào mới đúng? Theo đúng nghĩa đen á, là chúng ta phải bỏ bè khi nào chúng ta đã lên bờ. Còn cái người mà chưa đến bờ á, mà họ bỏ bè á, thì kết cục của họ là cái gì? Là rơi xuống sông và họ chết đuối. Cũng vậy, đối với người thực hành pháp, chỉ khi nào đó anh đi đến cái bước cuối cùng, đó là đắc thành đạo quả A-la-hán hoặc là đắc thành đạo quả giác ngộ đó, có nghĩa là đắc thành quả vị Phật, thì khi đó anh mới có quyền anh bỏ pháp. Còn khi anh chưa đạt đến cái quả vị giác ngộ, có tức là quả vị Phật, thanh văn giác, Phật độc giác hoặc Phật chánh đẳng giác, mà anh bỏ pháp á, thì cũng giống như một người chưa đến bờ mà họ đã bỏ lại bè và họ sẽ chết đuối. Cũng vậy, một người chưa đạt đến quả vị giác ngộ mà họ đi họ bỏ pháp thì chắc chắn là họ sẽ chết đuối trong cái vòng sanh tử luân hồi. Đấy. Cái vấn đề ở đây là trong kinh Đức Phật nói là pháp còn phải bỏ, huống là phi pháp. Mà thường đa phần phàm phu phi pháp họ chưa chịu bỏ, họ đã đòi bỏ pháp trước rồi. Chính vì vậy cái người mà họ hiểu sai cái câu này đó, họ chết đuối nhiều lắm. Đấy. Bởi vì họ phi pháp thì họ không chịu bỏ, nhưng mà họ đã lo họ bỏ pháp rồi. Cũng giống như một người bè nó chưa đến bờ, họ chưa lên bờ mà họ đã vội vã họ bỏ cái bè, thì đó là hành động của một người thiếu trí.